Nhận định bóng đá Chelsea với Leicester. 2 giờ 15 phút ngày 19 tháng 5, Leicester sẽ có chuyến làm khách trên sân của Chelsea tại vòng 37 EPL. Mục tiêu 3 điểm là điều mà thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers đang hướng tới. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Leicester đang có được phong độ thi đấu ổn định trong thời gian gần đây khi mà đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers đã giành được 2 chiến thắng sau 2 trận đấu gần nhất, với việc giành được 10 điểm sau 5 vòng đấu. Hiện tại, Leicester đang có được 66 điểm sau 36 vòng đấu, bầy cáo đang hơn chính đối thủ Chelsea 2 điểm trên bảng xếp hạng, mặc dù phải thi đấu trên sân khách trong trận đấu này. Tuy nhiên, thầy trò Brendan Rodgers vẫn có được sự tự tin, khi mà Leicester đang chơi khá ổn định trên sân khách với 3 chiến thắng và 1 trận hòa sau 5 trận đấu trên sân khách gần nhất. Thêm vào đó, trong 2 lần gần nhất đến làm khách trên sân của Chelsea tại EPL, Leicester đang bất bại khi đã giành được 1 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đang thi đấu không thực sự ổn định trong thời gian gần đây khi mà Chelsea đã không thể giành chiến thắng trong 2 trận đấu gần nhất, mặc dù đang có phong độ trên sân nhà khá tốt gần đây. Tuy nhiên, lần tiếp đón các vị khách Leicester tới đây sẽ là một thử thách thực sự khó khăn đối với thầy trò Thomas Tuchel. Chọn Leicester, soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đang có tỷ lệ nổ xỉu cao hơn. Cụ thể với kèo tài xỉu 2.25, có 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã nổ xỉu. Thêm vào đó, 4 trong 5 trận đấu gần nhất của Chelsea cũng đã nổ xỉu. Do đó, các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ nổ xỉu là khá cao.